Thượng Nguyễn xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay Thượng Nguyễn đang cùng với quý vị đi trên một con đường mới được xây dựng và hoàn thiện vào khoảng tháng 5 năm 2017 thì thông xe. Đây là tuyến đường được ghi là quốc lộ N2. Nó nằm trong giai đoạn 2 của con đường Trường Sơn từ khu vực của Cao Bằng về đến Cà Mau. Và cây cầu mà Thượng Nguyễn cùng quý vị đang đi qua đây là cây cầu Cao Lãnh. Nó thay thế cho vị trí của chiếc phà Cao Lãnh trước kia, giúp nối của lại thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Thì quý vị sẽ thấy đây là một cây cầu bắc qua dòng sông Tiền. Về phần hạ nguồn, cách đây khoảng 30 km thì sẽ có một cây cầu là chiếc cầu Thế Kỷ trước kia, đó chính là cây cầu Mỹ Thuận. Với cây cầu Cao Lãnh này được sự viện trợ xây dựng và hỗ trợ của đất nước bạn là Australia. Như thế thì quý vị thấy hai cây cầu bắc qua dòng sông Tiền nổi tiếng đa phần đều được tài trợ xây dựng bởi đất nước bạn là đất nước Úc. Một cây cầu lớn khang trang, và buổi tối thì quý vị cũng thấy những thanh niên ở địa phương cũng đến lên cầu để chụp hình và hóng gió của dòng sông Tiền. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong một clip trước khác để giới thiệu về cây cầu vào buổi sáng cho đẹp hơn, rõ ràng hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những video clip của Thượng Nguyễn.